Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Tư ngày mùng 3 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới năm 2019-2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng diễn ra ở tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Xã Việt Hưng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ qua. Chị Nguyễn Thị Lý, người nỗ lực tìm cách xuất khẩu vải phù cử ra thị trường nước ngoài. 920 ha lúa xuân của huyện Ân Thi bị đổ gãy do mưa rông. Công an tỉnh bắt đối tượng tàng trữ ma túy ở huyện Khói Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đồng chí Điểu Cơ ré, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, thường trực các tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận, gồm chỉ thị số 39 ngày 1 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, thông báo số 158 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện kết luận số 102 của Bộ Chính trị khóa 11 về hội quần chúng trong tình hình mới, thông báo số 160 ngày 15 tháng 1 năm 2020 về tiếp tục thực hiện kết luận số 62 ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định số 213 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến từ thực tiễn cơ sở nhằm sớm đưa các chủ trương chính sách của Đảng về công tác dân vận đi vào cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ đã chào mừng các đại biểu có mặt tham dự hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng tại Hưng Yên, giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ từ công tác dân vận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Công tác dân vận là vô cùng quan trọng. Thông qua thực tiễn của Hưng Yên thì chúng tôi thấy rằng là cố gắng làm thế nào ngành dân vận và khối dân vận tham gia thực chất hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tôi xin được ví dụ như chẳng hạn một doanh nghiệp vào, một đơn vị vào thì các ngành trong khối dân vận tham gia thế nào trong cái việc tiếp nhận đầu tư, trong việc mà tham gia ý kiến, thậm chí phải lấy ý kiến. Vì vậy chúng ta phải có một cái quy định, quy chế, pháp lệnh, thậm chí là luật. Thế chúng ta nói những luật rất nhiều nhưng cuối cùng là như thế. Và nếu được thì tôi tin rằng những vấn đề về khiếu nại, phức tạp, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài nó sẽ giảm. Và nếu làm được như thế thì rất là tốt. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện thuận lợi để cấp ủy chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ đảng viên và nhân dân biết, tham gia, thực hiện. Và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được sửa đổi đã đưa cái tham gia của Mặt trận Tổ chức chính trị xã hội trong một quy trình khi mà đạo luật trình cho Quốc hội. Ý kiến của Mặt trận Tổ chức chính trị xã hội của các hội quần chúng được xem như là một điểm trong quy trình của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cái vai trò thứ hai ấy, chính là anh phải tập hợp đoàn kết, anh phát triển lực lượng. Anh chỉ đại diện không chưa đủ, anh còn phải tập hợp đoàn kết trong cái tổ chức của anh và anh phát triển lực lượng. Công đoàn phải nhiều hơn, thanh niên phải nhiều hơn, phát triển lực lượng. Và cái cuối cùng đó chính là anh phải làm cái cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Chứ anh làm đại diện không chưa đủ, anh phát triển lực lượng không chưa đủ. Cái cuối cùng rất quan trọng đó, anh phải làm cầu nối giữa Đảng với cái tầng lớp quần chúng mà anh đang chịu trách nhiệm. Anh đưa đường lối quan điểm của Đảng tới, anh thuyết phục để người ta đồng thuận, rồi anh tổ chức cùng với người ta để mà có niềm tin, và chính là góp phần cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu nổi bật của Hưng Yên trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, là điển hình cho các địa phương khác học tập, làm theo. Chiều nay, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra với nhiều kết quả nổi bật, kịp thời truyền tải có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có 5 tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia, lần đầu tiên đoạt giải báo chí xây dựng Đảng búa liềm vàng, tăng thời lượng phát sóng kênh phát thanh lên 24 giờ một ngày, truyền hình 18 giờ một ngày, tích cực ứng dụng trang thiết bị chuẩn HD vào sản xuất chương trình. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hướng tới 9 mục tiêu chính: quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng thời lượng chương trình, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, Đảng bộ xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Dân Tiến đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế khắc phục khó khăn, tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 đạt hơn 485 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Dân Tiến đề ra 12 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực, với các chương trình trọng tâm đó là đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, lãnh đạo phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết đổi mới, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Với sự chung sức đồng lòng giữa ý Đảng lòng dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Việt Hưng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đại hội, đưa địa phương từ vùng trũng về phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm có sự thay ra đổi thịt. Chỉ cách đây vài năm, trường mầm non xã Việt Hưng không có điểm trường trung tâm, cơ sở vật chất bậc tiểu học, trung học cơ sở xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế cũng không đáp ứng tốt việc đi lại, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sau một nhiệm kỳ, xã Việt Hưng từ một vùng quê nghèo khó đã có sự thay da đổi thịt. Và cái sự lãnh đạo của Đảng bộ với các đơn vị cơ sở, các chi bộ thì là đã nề nếp đi vào từng bước, nông thôn đã khởi sắc, dân tin Đảng và mọi bước là thấy là rất phấn khởi, đồng tình và ngưỡng. Đảng bộ xã Việt Hưng khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 19 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay đều đạt và vượt mức kế hoạch, tiêu biểu như nhiệm vụ tăng thu ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đặc biệt, năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Các cái chủ trương của Đảng ủy thì phù hợp với lòng dân, thì chính vì vậy cho nên là nhân dân là rất là ủng hộ, hệ thống chính trị là đều vào cuộc để tổ chức thực hiện, thì đến giờ phút này đã đạt được một số cái kết quả như vậy. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Việt Hưng lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 thì quyết tâm của Đảng bộ là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong xã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng cường cái chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hướng tới thì sẽ hình thành các cái khu chăn nuôi tập trung, các cái hệ thống mà thải thì được xử lý theo cái quy định. Với sự nhất trí đồng lòng giữa ý Đảng lòng dân, xã Việt Hưng sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện nghị quyết của Đảng với phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự cũng như quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn thẩm tra nông thôn mới do đồng chí Bùi Thế Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh làm trưởng đoàn đã thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Yên Mỹ. Đoàn công tác đã thẩm tra thực tế tại một số xã, các công trình điển hình và chỉ ra những nội dung còn hạn chế để huyện hoàn thiện. Đến hết năm 2019, huyện Yên Mỹ đã huy động được hơn 4,1 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, cảnh quan nông thôn được cải tạo, sạch đẹp, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cửu yêu cầu huyện Yên Mỹ tiếp tục phát huy, duy trì những kết quả đạt được, tập trung vào một số nội dung như giải quyết vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường, vi phạm hành lang giao thông và công trình thủy lợi, nhân rộng mô hình đường hoa, xây dựng cảnh quan nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Mỹ tham khảo ý kiến đóng góp của đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo phóng sự nông thôn mới. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở ngành hỗ trợ huyện Yên Mỹ hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến nay, xây dựng được 47 chuỗi, bước đầu đã đưa diện tích quy mô đầu gia súc gia cầm được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh tăng lên, sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ ổn định với giá thành cao. Trong đó có 8 chuỗi sản xuất cung ứng rau các loại, có 23 đơn vị sản xuất sản phẩm quả, 12 đơn vị chăn nuôi gia súc gia cầm và 4 đơn vị tham gia nuôi cá nước ngọt. Dự án đã hỗ trợ hệ thống cấp thoát nước cho 15 mô hình và 10 mô hình được hỗ trợ đường điện hạ thế phục vụ cho sản xuất, hỗ trợ nhà lưới, nhà màng cho 5 mô hình. Vì vậy, các mô hình đã duy trì mở rộng VietGAP. VietGAP HP được trên 540 ha, 40.700 con gia súc gia cầm và 55 lồng cá nuôi trên sông, góp phần cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng lên trên 30.896 tấn rau quả thịt, sản phẩm chế biến từ thịt, thủy sản và trên 17,12 triệu quả trứng gia cầm an toàn ra thị trường. Nhằm giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, thời gian qua một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ xây dựng nhiều vùng cây ăn quả tập trung, liên kết bao tiêu sản phẩm sạch theo quy trình VietGAP cho người dân, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện Yên Mỹ hiện có 5 hợp tác xã là hợp tác xã rau củ quả Yên Phú, hợp tác xã rau củ quả và dịch vụ nông nghiệp Vượng Phát, hợp tác xã sản xuất ổi và rau an toàn xã Hoàn Long, hợp tác xã cây ăn quả Minh Châu, xây dựng các vùng cây ăn quả tập trung tại các xã Việt Cường, Minh Châu, Hoàn Long và xã Yên Phú với diện tích 100 ha. Chủ yếu trồng các loại cây ăn quả như cam đường canh, bưởi đỏ, tân lạc, bưởi diễn, ổi Đài Loan, vân vân. Ngoài việc hỗ trợ khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, các hợp tác xã còn liên kết bao tiêu sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP cho trên 300 hộ xã viên, góp phần tăng thu nhập và nâng giá trị 1 hectare canh tác đạt từ 250 đến 350 triệu đồng một năm. Hợp tác xã của chúng tôi là hướng dẫn cho bà con thực hiện nghiêm túc các cái bước chăm sóc cây theo tiêu chuẩn của VietGAP. Cho nên là cái thành phẩm của quả bưởi ra chất lượng rất là cao, đem nguồn lợi kinh tế cho các hộ dân có thu nhập ổn định. Gắn bó nhiều năm với nông sản của huyện Phù Cừ, chị Nguyễn Thị Lý ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến luôn ấp ủ ý định quảng bá các mặt hàng nông sản của quê hương đến nhiều nơi trên thế giới. Sau nhiều nỗ lực, năm nay chị Lý đã thành công trong việc đưa quả vải lai chín sớm Phù Cừ đến một số thị trường nước ngoài khó tính. Tuyển chọn tỉ mỉ từng quả vải và đóng gói với trọng lượng 1 kg một túi, chị Lý đang chuẩn bị 700 kg vải lai chín sớm cho đơn hàng xuất khẩu sang Pháp. Với người trồng vải của huyện Phù Cừ, vụ vải năm nay là một dấu mốc đáng ghi nhớ khi lần đầu tiên quả vải lai chín sớm của họ đã đặt được chân đến thị trường châu Âu. Giá chị Lý thu mua cho các đơn hàng xuất khẩu nước ngoài đều giữ được ở mức trên 20.000 đồng một kg. Nhà tôi năm nay có một mẫu hai vải là được chị Lý là thu mua để xuất sang nước ngoài. Chúng tôi là năm nay là rất phấn khởi. Tiêu chí lựa chọn vải xuất khẩu của chúng tôi là không còn tồn đọng cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thứ hai là không sâu đầu, thứ ba là quả vải phải chín, căng, tròn, phải đảm bảo được cái mã nó phải như thế này, địa phương chúng tôi gọi là mã mây, thì đảm bảo được cái lượng đường trong quả vải. Và cái tiêu chuẩn cuối cùng của chúng tôi khi mà xuất khẩu là bắt buộc phải bẻ từ sáng sớm, tức là từ khoảng 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Để có những chuyến hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chị Lý đã sớm liên kết với nông dân vùng trồng vải của huyện Phù Cừ ngay từ thời kỳ chăm sóc quả non. Hiện nay, huyện Phù Cừ đã có 20 hectare vải được cấp mã OTAS để phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Đến thời điểm này, chị Lý đã thực hiện xuất khẩu được hơn 6 tấn vải lai chín sớm sang thị trường một số nước như Pháp, Đức, Hungary, Canada. Điều đáng mừng là quả vải lai chín sớm được bạn hàng phản hồi tích cực và tiềm năng thị trường rất lớn. Đây là một cái cơ hội rất lớn cho bà con nông dân để sản xuất vải trong những năm tiếp theo. Khi về phía hợp tác xã thì chúng tôi sẽ tiếp nhận những thông tin phản hồi từ thị trường để cải tiến lại cái việc sản xuất. Thứ nhất là về chất lượng và mẫu mã. Có thể nói, lượng vải xuất khẩu năm đầu tiên chưa thực sự nhiều so với sản lượng hiện có của huyện Phù Cừ và còn một số nhược điểm cần khắc phục. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu chính là động lực khích lệ chị Lý cố gắng hơn nữa và là tín hiệu đáng mừng cho người trồng vải của huyện Phù Cừ. Đầu năm nay, ông Đào Văn Nguyện ở thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động trồng cây kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Kinh giới 1 năm cho thu 3 lứa, cho đạt tổng sản lượng khoảng 9 tấn thành phẩm khô, một mẫu. Với giá bán 25.000 đến 30.000 đồng một kg, doanh thu ước tính đạt 180 triệu đồng. Theo ông Nguyện cho biết, việc chăm sóc cây kinh giới không tốn nhiều công, chăm sóc đơn giản vì không bị sâu bệnh, đầu ra khá ổn định, thị trường tiêu thụ mạnh. Hiện ông Nguyện đã có kế hoạch mở rộng thêm diện tích trồng để nâng cao hiệu quả đất canh tác. Mưa rông kèm gió giật mạnh vào chiều ngày 2 tháng 6 đã làm nhiều diện tích lúa tại huyện Ân Thi bị gãy đổ. Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, tổng diện tích lúa xuân bị gãy đổ lên tới 920 ha. Việc này sẽ gây giảm năng suất, chất lượng lúa và công thu hoạch cũng sẽ tăng cao. Các địa phương bị ảnh hưởng từ 40 đến 50 ha diện tích như các xã Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Hạ Lễ, thị trấn Ân Thi. Hiện nay bà con đang tập trung xuống đồng để dựng buộc các diện tích lúa còn xanh bị gãy đổ, đồng thời khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín. Được biết trong tổng số trên 7.500 ha lúa xuân của huyện, đến nay các địa phương đã thu hoạch được gần 3.000 ha. Nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Mobifone Hưng Yên đã có kế hoạch trao 8 tấn gạo hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trị giá gạo hỗ trợ là trên 130 triệu đồng. Theo đó, Mobifone Hưng Yên tổ chức trao 8 tấn gạo này cho 8 xã của 5 huyện thành phố, gồm Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Các đối tượng được hỗ trợ gạo là những trường hợp tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, kinh tế khó khăn. Với người già cô đơn không thể trực tiếp đến nhận gạo, Mobifone Hưng Yên sẽ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phường cử cán bộ đến tận nhà để trao tặng gạo. Được biết đến nay, Mobifone Hưng Yên đã trao xong 3 xã thuộc 2 huyện Phù Cừ và Tiên Lữ. Dự kiến đến cuối tuần này sẽ trao hết số gạo cho các đơn vị còn lại. Vào khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2020, trên đường Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thị trấn Khoái Châu phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1986 ở phố Thông Quan Thượng, thị trấn Khoái Châu, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện và thu giữ một túi ni lông màu trắng chứa các chất bột màu trắng, một túi ni lông màu trắng chứa 19 viên nén hình ngũ giác, 2 túi ni lông màu trắng chứa các tinh thể màu trắng, một túi ni lông màu xanh chứa 120 viên nén màu đỏ cùng một cân tiểu ly, một điện thoại và một xe máy. Ngày 2 tháng 6 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh giám định chất nghi là ma túy nêu trên. Kết quả giám định sơ bộ xác định tổng khối lượng 96,212 gam ma túy, trong đó 56,728 gam loại methamphetamine, 29,176 gam loại heroin, 10,308 gam loại MDMA.